Sáng ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào yêu nước của thành phố từ năm 2014 đến năm 2022 và định hướng những lần tiếp theo. Qua 5 lần tổ chức, hội đồng xét chọn nhận được 1.248 hồ sơ giới thiệu tuyên dương, gương thầm lặng mà cao cả, đã tổ chức tuyên dương 578 gương tiêu biểu, gồm 130 tập thể, 443 cá nhân. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang, thời gian tới hội đồng xét chọn sẽ hoàn thiện công tác tổ chức, tuyên dương theo nguyên tắc chung, tiêu chí cụ thể, quy trình ngắn gọn, thủ tục đơn giản, công nhận nhanh chóng, tuyên dương kịp thời. Hội đồng xét chọn xem xét đề xuất thêm các hoạt động khen thưởng khác như tổ chức các chuyến tham quan về nguồn, trao tặng các huy hiệu biểu trưng. Sau tuyên dương sẽ có các chương trình hoạt động để nhân rộng các mô hình cách làm hay. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, phong trào thi đua của thành phố phải khơi gợi được tất cả các nguồn lực làm cho thành phố giàu lên về vật chất, tinh thần, tình nghĩa, về cách sống. Do đó, để công tác tuyên dương có chất lượng cao, cần phải khơi gợi các nguồn lực này. Đồng chí yêu cầu hội đồng xét chọn phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng, có nhiều cách thức hơn để quy tụ được hết các nguồn lực cho sự phát triển thành phố, đặc biệt là hạn chế việc hành chính hóa công tác khen thưởng. Trong công tác phát hiện, tiếp nhận, thẩm định những tấm gương thầm lặng mà cao cả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cần phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tình nguyện viên, nền tảng số. Bên cạnh đó, công tác tuyên dương cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục, công tác khen thưởng phải mang tính động viên cao. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu của những người đã được tuyên dương và có những hành động cụ thể để đồng hành với những tấm gương có hoàn cảnh khó khăn. Để chúng ta làm phong trào thi đua.